Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay là ngày thứ ba, bữa nay mình mới về hàng mới nên ra clip thứ hai cho anh em xem. Thì có một số thủ tục mới ha, anh em theo dõi ha. Mình mới về hai bộ gấp cà te, này là cái bộ này là bộ của Phu 2 quay 203 mẫu mẫu đồ dồ á, mẫu cái đèn của cái chá đèn này nè, mẫu này. Thì về thì nó có gấp cặp te, ốc cặp te, ốc cặp te, ốc mới anh em, không có cốt gấp. Anh em có muốn mua cốt gấp thì mua riêng ha, hàng mới. Do mình không có muốn mở ra để cho nó sợ nó chày á, mình chỉ quay sơ thôi, nhưng mà khi nào anh em chốt thì mình mới mở ra để chụp chi tiết cho anh em xem. Bộ bên đây là bộ quay y nè, bộ hàng 10 á, bộ hàng 10 thì nó không có cái ngàm giữ má thắng đây. Cái bộ quay 203 với bộ quay y hàng 10 thì bằng giá nhau anh em, gấp cặp te, ốc cặp te là 2 triệu. Bữa nay thì mình bao ship nha, bữa nay mới hàng mới về nên mình bao ship cho anh em ở hàng ha. Đây là gấp của quay hàng 10 anh em, hàng mới Thái Lan, sơn rất là đẹp màu bạc. Anh em nào Phu Chanel mà muốn lên mẫu quay thì phải sơn gấp hoặc là mua gấp mới ha, thì gấp bạc nó mới đúng đời. Còn như mình này, mình để cái là cái gấp cà te màu xám của Phu Chanel thì nó không đúng lắm ha. Em muốn mua gấp lẻ mà không mua cà te thì mình vẫn có bán, như một cây như là 1,3 triệu ha, hàng mới trong hộp. Đến là cái chá đèn của quay 203, hàng mới Thái cho nên hàng mới Honda Thái. Bốn trăm ngàn cái nha nè, giá này là mình không có bao gồm phí ship nha, anh em mua hàng thì trả tiền ship. Đây là cái đuôi đèn của quay 203, nó có luôn hai bóng nha, hai bóng xi nhan với một bóng đèn lái. Có bóng có đuôi sẵn, 650 anh em. Đây là cái chá đèn ha, chá đèn mình báo giá lại nè, 400, cầm xi nhan thì 250, hàng Cô Tô Thái Lan nha anh em. Đây, anh em xài đồ Thái nhìn là biết hàng xịn nè, hàng xịn nè ha. Tổng một bộ như vậy là 1,3 triệu, thì cái đèn lái là 650 ha, hàng lái 650, đèn pha chá đèn pha 400, cặp xi nhan 250, tổng cộng là 1,3 triệu cộng với phí ship. Mình sẽ đảm bảo cho anh em là đồ không bị cắn bể, ví dụ mà cắn bể thì anh em đổi lại cái khác, nhưng mà không bao ship nha. Bởi vì khi đóng hàng cho anh em á, là mình mua những thùng xốp như vậy, mình mua những thùng xốp mới lớn hoặc nhỏ ha. À, mua mấy thùng xốp như vậy để mình đóng cho anh em, như mấy cái bộ này thì mình mua cái thùng bự như vậy mình phải cắt, mình phải cắt cho nó nhỏ thấp lại để đảm bảo là tới tay anh em là không bị cắn bể, không bị chày ha. Nếu mà cái nào bị chày mình đổi lại cái đó cho anh em. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một loại nhớt Ả Rập ha. Ả Rập là của UAE á, là mấy cái nước Hồi giáo á. Đây, mấy nước dùng dùng vịnh á. Thì nhớt này made in của UAE luôn nha anh em. Đây, thì một lon như là 160, không bao giờ phí ship. Anh em lấy nửa thùng hoặc một thùng mới thì có giá rẻ hơn ha. Ví dụ anh em lấy từ 6 lon thì 150, còn lẻ là lon 160. Nhớt này nhớt 1 lít nghe nè, lắp vừa cho Phu Chanel, Phu chờ 2 quay đồ, quay game đồ. Thì cũng số số anh em này thì mình bán cũng lâu rồi, nhưng mà do mình ít có đăng trên YouTube, rồi mình chỉ đăng Facebook
Bữa nay mình giới thiệu sản phẩm mới cho anh em thôi ha. Anh em dùng thử đi. Một lon 160. Tất cả xe ở nhà mình đều dùng nhớt này, mình không có xài nhớt khác. Hôm nay mình về được vỏ ghim bọc kiến rồi anh em. Vỏ này thì giá cũng không có chênh lệch với vỏ bọc trắng. Này cũng IGC, nhưng mà IGC của Honda đặt hàng. Xe hãng như là đặt để lên xe á. Những cái bọc kiến như vậy là của vỏ IGC mà đặt để lên xe thì giá nó cũng không có chênh lệch. Tại mình lấy giá nào thì mình bán như vậy thôi, một cặp vẫn là 950. Ha. Thông bánh trước là 60%, bánh sau là 70%. Anh em mua kèm với cặp guộc thì là 150 nha. Còn mua lẻ thì một cái 80. Cuộc guộc của rim 125 IGC. Đây là bên trong của cái guộc ha, thì nó có để một cái bịch ốc. Bịch ốc thì có cái ống, cái đầu chụp dòi nó màu đen. Ốc màu vàng, con tán cũng màu vàng luôn ha. Mình chỉ bán là chính hãng thôi, chung là bán đúng đồ xịn, tiền nào của đó. Đây cái vỏ của gai ghim 125 nghe nè, vỏ khi mình theo hàng theo xe đây. Thì mình mở mình quay như vậy cho anh em dễ hình dung cái gai của nó ha, gai nó như vậy. Còn bên đây là gai của chiếc tem lửa, chiếc spare rồi đó, xài chung. Cúp rồi đó. À. 225 với 250, cặp này 900. Cặp loại này mới 950. Còn cặp của quay led á, quay 2022 á, thì 1.450.000. Giá này không có gồm phí ship nghe nè. Đây là phuộc quay y 210 anh em. Quay phuộc này thì anh em lắp chừa cho phu channel, phu chừa 2, phu chừa X. Quay pha đều vẫn được nha. Quan trọng là mình chịu chơi thì gắn được, tại giá nó cao. Giá nó khoảng 1.700.000. Bao ship đắt 2022. KVH nè, 701 cái mã của nó. Mình về cũng một thùng mà cũng gần hết rồi, còn có mấy cặp nữa. Chiều 7 bao ship nè, ít dưới chân. Hàng đẹp. Trong bịch xé ra nè, tháo ra để chụp hình cho anh em chứ dao là dao cái này có hộp nghe nè. Đây là cặp phuộc với Y210. Cặp phuộc này nó không có cái ngàm để giữ cấp cái mét nha, giữ dài xài chung cho GT hoặc Neo FI thôi, hoặc là Full 2 lên đồng hồ điện tử thì mới dùng tới nó ha. Xài này là phuộc này để lõm. Hàng mới xé bịch nghe nè. Mã K7H. Cặp như là 2.000.000 nha, bao ship cho anh em. Mà mình nói trước nha, anh em mà mới lần đầu mua thì có cọc mới có ship, còn như anh em đã mua nhiều lần thì không cần cọc. Đây là bộ gấp cặp te anh em, thì có nó có đầy đủ cốt gấp nè, cao su đỡ sên nè, nên anh em dòm cao su là biết nó sẽ đi ít rồi ha. Bên trong thì sạch sẽ ha. Anh em dòm đóng thể ra, ốc thì sáng, không cắn mớp, sơn zin không chày. Cái này là chứng tỏ là chưa tăng sơn lần nào luôn rồi. Tại vì nếu tăng sơn thì cũng không ai để ý mà để dặn cái nắp lại cho nó ngay nữa. Một cặp này thì mình đang bán giá hữu nghị anh em, 1.800.000, không cắn mớp, không chạy. Cặp nào mà có chạy thì giá mình sẽ giảm xuống ha, còn cả 1.400.000-1.500.000 ha. Có cốt luôn. Một cặp gấp cặp te này thì anh em lắp vừa cho quay alpha nhỏ, super rim, tem lửa ha. Chứ còn không có lắp được cho mấy quay alpha bụng full 2, full channel luôn nha. Anh em để ý nha. Họ phải hỏi thì mình báo trước vậy đó, cái nào không vừa mà nó không vừa. Tại cái chiều dài của cái gấp này nè là nó sử dụng nhông sinh dễ chỉ có 98 mắt thôi, còn
của thằng Fujinel Fuji 2 thì nó sử dụng nhông sinh dĩa tới 106 mắt lận. Vậy nó khi mà anh em gắp lên chiếc xe, giờ chiếc xe nó có độ hở từ cái bánh lên tới cái về sau, về chắn bùng á, nó xa, rộng quá, nó xa quá, nhìn nó xấu. Thì cũng có những bộ nó rẻ hơn anh em, như vậy nó về nó bị cấn mớp vô vận chuyển thì nó rẻ hơn, còn những bộ mà như vậy thì nó giá nó cao, 1,8 triệu cũng có, 2 triệu cũng có, những bộ mà 2 triệu á thì gấp cực te của nó là long lanh lắm. Còn này mình không có qua tẩy rửa gì hết, không qua tẩy rửa. Rồi mình còn hai củ đề đề cao, bữa nay mình bán xả luôn ha, 650 đề cao nha. Này cũng vậy, do mình không có tẩy rửa, không có chất á, nên dòm của đề nó hơi cũ thôi, nhưng mà chất lượng thì bao là chưa mở đít ha, chưa thay thang đề lần nào. 650 anh em, dòm chấm sơn còn nè ha. Vừa rồi mình cũng có quay quảng cáo sơ qua thì có một số mặt hàng mới cũng như một số mặt hàng đã về mấy bữa trước, thì anh em xem nếu mà ok thì chốt giá ha, thì mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo để cho anh em chốt. Còn anh em nào mà không có nhu cầu mua thì xem chơi thoải mái ha. Do vừa rồi cũng có một số anh em á, lúc đặt hàng thì vui lắm, lúc nhận hàng thì không được vui á, hay sao nhà có chuyện buồn cái gì á, mà giao tới thì không nhận hàng. Thì như vậy anh em thông cảm, nếu mà đủ tin tưởng mình á thì đặt cọc mình sẽ gửi hàng đi, hàng thì bao gì bao hư bể ha, chứ không bao ship, tiền nào của đó tùy theo từng món đồ ha. Thì anh em thông cảm, cọc tới ít nhất là 100.000 mình mới gửi hàng đi nha. Ở cuối video cũng cảm ơn anh em gần xa đã thời gian qua để ủng hộ mình ha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào clip tiếp theo ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ để cho kênh mình phát triển, thì mình đăng video lên anh em dễ dàng thấy những video mới ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.